chào mừng các bạn đến với một phần trăm mỗi ngày nơi chúng ta khám phá những bí mật để sống một cuộc đời đầy đủ và thành công hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau giải đáp một câu hỏi thú vị chuyện gì sẽ xảy ra nếu bạn sống theo chế độ của một người thành công trong một tuần đây là một cuộc hành trình không chỉ để kiểm tra sức mạnh của thói quen mà còn để khám phá những thay đổi sâu sắc có thể xảy ra trong cuộc sống của bạn hãy cùng bắt đầu bạn có biết rằng 90% các giám đốc điều hành đều đọc sách ít nhất một giờ mỗi ngày? Đúng vậy đó mọi người. Trong khi chúng ta còn đang mải mê với nút báo thức, thì những người thành công nhất thế giới đã đi trước một bước, nuôi dưỡng tâm trí và mải rũa lợi thế của họ. Con số thống kê thú vị này đã khơi dậy một câu hỏi. Điều gì sẽ xảy ra nếu một người bình thường như tôi sống như một người thành đạt trong một tuần? Liệu việc áp dụng những thói quen của họ có thể mở ra một cấp độ mới về năng suất và sự hài lòng? Tôi quyết định tìm hiểu. Điều này không phải là chạy theo những chiếc siêu xe hay máy bay riêng, mà là hiểu được tư duy và thói quen thúc đẩy sự thành công. Đó là về việc vượt qua ranh giới và khám phá những gì chúng ta thực sự có khả năng. Hãy cùng tìm hiểu nào. Nhiệm vụ của tôi, sống như một người thành đạt trong 7 ngày liên tục. Nhưng đây không phải là việc bắt chước những thói quen hời hợt, mà là nắm bắt những nguyên tắc cốt lõi thúc đẩy những người thành công trong nhiều lĩnh vực khác nhau hãy nghĩ đến sự tập trung cao độ tối ưu hóa không ngừng và khát khao học hỏi không ngừng thí nghiệm này có hai mục tiêu chính thứ nhất thoát khỏi vùng an toàn của bản thân và thử nghiệm lối sống hiệu suất cao thứ hai khám phá những chiến lược thiết thực mà bất kỳ ai cũng có thể sử dụng để nâng cao năng suất và sức khỏe của họ đây không phải là trở thành một người khác mà là học hỏi từ những người giỏi nhất để trở thành phiên bản tốt nhất của chính mình chúng ta thường liên tưởng thành công với vẻ bề ngoài xe hơi sang trọng, những kỳ nghỉ xa hoa và sự thăng tiến dễ dàng. Những hình ảnh này thường được quảng bá rộng rãi trên các phương tiện truyền thông, tạo ra một ảo tưởng rằng thành công chỉ đơn giản là kết quả của sự may mắn hoặc những điều kiện thuận lợi. Nhưng ẩn sau bức màn đó là một câu chuyện khác, một câu chuyện ít được kể, nhưng lại là nền tảng thực sự của mọi thành công. Đó là câu chuyện của những nỗ lực không ngừng nghỉ, những giờ làm việc không biết mệt mỏi và những quyết định khó khăn thành công thực sự được xây dựng dựa trên kỷ luật khả năng phục hồi và cam kết kiên định với sự phát triển cá nhân những vận động viên kỷ luật những người viết nhật ký để tự phản ánh và những chuyên gia không ngừng nâng cao kỹ năng của mình là những ví dụ sống động về điều này đó là về sự chăm chỉ hàng ngày những trở ngại vượt qua và sự theo đuổi sự xuất sắc không ngừng những người làm việc muộn vào ban đêm vượt qua những khó khăn và không ngừng theo đuổi mục tiêu của mình là những người thực sự hiểu rõ giá trị của thành công một trong những quan niệm sai lầm lớn nhất là người thành công là do bẩm sinh chứ không phải do tạo ra chúng ta thường nghe rằng những người thành công có một tài năng đặc biệt hoặc một khả năng thiên bẩm nào đó điều này đơn giản là không đúng thành công không phải là một món quà từ trời rơi xuống mà là kết quả của sự nỗ lực không ngừng và sự kiên trì trong khi một số cá nhân có thể có lợi thế hơn thì thành công cuối cùng là sản phẩm của sự chăm chỉ quyết định thông minh và niềm tin vững chắc vào tiềm năng của bản thân những người làm việc chăm chỉ tại bàn làm việc đưa ra những quyết định thông minh và tin tưởng vào khả năng của mình là những người thực sự đạt được thành công thách thức nằm ở việc thoát khỏi lối suy nghĩ hạn chế này và nắm lấy sức mạnh biến đổi của việc áp dụng những thói quen thành công điều này đòi hỏi chúng ta phải thay đổi cách nhìn nhận về bản thân và thế giới xung quanh và bắt đầu áp dụng những thói quen tích cực vào cuộc sống hàng ngày đó là chuyển từ người quan sát thụ động sang người tham gia tích cực vào câu chuyện thành công của chính mình khi chúng ta bắt đầu hành động chúng ta không chỉ thay đổi cuộc sống của mình mà còn truyền cảm hứng cho những người xung quanh thành công không chỉ là đích đến mà là một hành trình liên tục của sự phát triển và hoàn thiện bản thân để đạt được thành công chúng ta cần đặt ra những mục tiêu rõ ràng lập kế hoạch chi tiết và thực hiện những kế hoạch đó một cách kiên trì mỗi bước tiến nhỏ mỗi chiến thắng nhỏ đều là một phần quan trọng của hành trình này quan trọng hơn chúng ta cần học cách nhìn nhận lại quá trình của mình học hỏi từ những sai lầm và trở nên mạnh mẽ hơn sau mỗi thất bại thành công không phải là không bao giờ thất bại mà là biết cách đứng dậy sau mỗi lần vấp ngã cuối cùng thành công không phải là một hành trình đơn độc chúng ta cần sự hỗ trợ và chia sẻ từ cộng đồng từ những người đã đi trước và từ những người cùng chí hướng Chia sẻ kinh nghiệm và hỗ trợ lẫn nhau là một phần không thể thiếu của hành trình này. Hãy nhìn về phía trước với sự quyết tâm và niềm tin vào khả năng của mình. Thành công không phải là một điểm đến xa vời, mà là một hành trình mà chúng ta có thể bắt đầu ngay từ bây giờ. Hãy bắt đầu hành trình của bạn hôm nay và khám phá sức mạnh thực sự của bản thân. Tái tạo lại một tuần của tôi, từ lễ nghi buổi sáng đến những phút chánh niệm đây là hành trình của tôi để biến những buổi sáng hỗn loạn thành những khoảnh khắc yên bình và đầy ý nghĩa bước đầu tiên cải tổ thói quen buổi sáng của tôi tôi nhận ra rằng cách tôi bắt đầu ngày mới có thể ảnh hưởng đến toàn bộ ngày của tôi vì vậy tôi quyết định tạo ra một thói quen buổi sáng mới một thói quen giúp tôi cảm thấy bình tĩnh tập trung và tràn đầy năng lượng không còn cảnh cuống cuồng với nút báo thức thay vào đó là một khởi đầu có cấu trúc được thiết kế để tối đa hóa sự tập trung và năng lượng tôi bắt đầu bằng cách tắt báo thức một cách bình tĩnh, không vội vàng, và dành vài phút để kéo dài cơ thể và mỉm cười, chuẩn bị cho một ngày mới. Buổi sáng mới của tôi trông như thế này một chuỗi các hoạt động được lên kế hoạch cẩn thận để giúp tôi bắt đầu ngày mới một cách tốt nhất. 5 giờ 30 sáng, thức dậy, uống nước, thiền định trong 10 phút. Việc uống nước giúp cơ thể tôi tỉnh táo và sẵn sàng cho ngày mới, trong khi thiền định giúp tâm trí tôi trở nên tĩnh lặng và tập trung. 6 giờ sáng, Tập thể dục nhẹ nhàng, chẳng hạn như yoga hoặc đi bộ nhanh. Những bài tập này không chỉ giúp tôi duy trì sức khỏe mà còn giúp tôi cảm thấy sảng khoái và tràn đầy năng lượng. 6 giờ 30 sáng, viết nhật ký và đặt mục tiêu cho ngày mới. Việc viết nhật ký giúp tôi phản ánh về những gì đã xảy ra và chuẩn bị cho những gì sắp tới, trong khi việc đặt mục tiêu giúp tôi có một hướng đi rõ ràng cho ngày mới. 7 giờ sáng, bữa sáng lành mạnh và thời gian đọc sách một bữa sáng lành mạnh cung cấp năng lượng cần thiết cho cơ thể trong khi việc đọc sách giúp tôi mở rộng kiến thức và khởi đầu ngày mới một cách tích cực điều này không chỉ là đánh dấu vào các ô trống mỗi hoạt động đều có ý nghĩa và mục đích riêng giúp tôi cảm thấy rằng mỗi ngày đều có giá trị và đáng sống mỗi hoạt động đều có chủ đích được thiết kế để kích thích tâm trí và cơ thể tôi đạt hiệu suất cao nhất tôi nhận ra rằng việc dành thời gian cho bản thân vào buổi sáng giúp tôi có một ngày làm việc hiệu quả hơn trong suốt cả ngày, tôi đã kết hợp kỹ thuật Pomodoro 25 phút làm việc tập trung, sau đó là nghỉ ngơi 5 phút. Kỹ thuật này giúp tôi duy trì sự tập trung và tránh mệt mỏi. Phương pháp này, kết hợp với quy tắc không làm nhiều việc cùng lúc, đã giúp tăng năng suất của tôi lên đáng kể. Tôi học cách tập trung vào một nhiệm vụ duy nhất và hoàn thành nó trước khi chuyển sang nhiệm vụ tiếp theo. Buổi tối là thời gian để thư giãn và suy ngẫm. Tôi dành thời gian để thư giãn, đọc sách hoặc nghe nhạc giúp tôi giải tỏa căng thẳng và chuẩn bị cho giấc ngủ tôi sẽ ghi lại những thành công phân tích những lĩnh vực cần cải thiện và chuẩn bị cho ngày hôm sau việc này giúp tôi nhận ra những gì đã làm tốt và những gì cần cải thiện từ đó tôi có thể tiếp tục phát triển và hoàn thiện bản thân khoảnh khắc aha bản giao hưởng của năng suất đến ngày thứ ba một điều đáng kinh ngạc đã xảy ra tôi nhận ra rằng mình đã bước vào một trạng thái hoàn toàn mới một trạng thái mà tôi chưa từng trải qua trước đây tôi như đang ở trong trạng thái phiêu hoạt động hết công suất mọi thứ dường như trở nên dễ dàng hơn và tôi có thể hoàn thành công việc một cách nhanh chóng và hiệu quả danh sách việc cần làm của tôi từng là một con quái vật đáng sợ giờ đây là một loạt những thử thách đã được chinh phục mỗi khi tôi hoàn thành một nhiệm vụ tôi cảm thấy một cảm giác thỏa mãn và tự hào tôi viết hiệu quả hơn suy nghĩ rõ ràng hơn và giải quyết các nhiệm vụ phức tạp với cảm giác dễ dàng hơn những ý tưởng mới mẻ và sáng tạo liên tục xuất hiện trong đầu tôi và tôi có thể biến chúng thành hiện thực một cách nhanh chóng cứ như thể bộ não của tôi đã được kết nối lại để thành công tôi cảm thấy mình có thể đạt được bất cứ điều gì mà tôi đặt ra đây không phải là làm việc chăm chỉ hơn mà là làm việc thông minh hơn tôi đã học cách sử dụng các công cụ và kỹ thuật để tối ưu hóa thời gian và năng lượng của mình bằng cách áp dụng những thói quen của những người thành đạt tôi đã khai phá được mức độ năng suất mà tôi không hề biết mình có tôi bắt đầu ngày mới với một thói quen buổi sáng hiệu quả và điều đó đã tạo ra một sự khác biệt lớn cảm giác thật phấn khởi mỗi khi tôi hoàn thành một nhiệm vụ tôi cảm thấy một cảm giác thỏa mãn và động lực để tiếp tục chính trong khoảnh khắc đó được bao quanh bởi bản giao hưởng của năng suất tôi mới thực sự hiểu được sức mạnh biến đổi của những thay đổi tưởng chừng như nhỏ bé này những thay đổi nhỏ trong thói quen hàng ngày của tôi đã tạo ra một sự khác biệt lớn trong cách tôi làm việc và cảm nhận về công việc nó không chỉ là hoàn thành công việc mà là hoạt động ở tần số cao hơn giải phóng tiềm năng mà tôi thậm chí còn không nhận ra là mình có tôi cảm thấy mình có thể đạt được bất cứ điều gì mà tôi đặt ra đó là một sự thay đổi ngoạn mục tôi đã trải qua một sự biến đổi toàn diện từ một người luôn cảm thấy bị áp lực bởi công việc trở thành một người tự tin và hiệu quả tôi đã học được cách làm việc thông minh hơn và điều đó đã thay đổi cuộc sống của tôi tôi bắt đầu chia sẻ những kinh nghiệm và kỹ thuật của mình với những người khác và tôi thấy rằng họ cũng bắt đầu trải qua những thay đổi tích cực điều đó làm tôi cảm thấy rất hạnh phúc và tự hào tôi biết rằng hành trình này chỉ mới bắt đầu tôi sẽ tiếp tục áp dụng những thói quen và kỹ thuật này và tôi tin rằng tôi sẽ đạt được những thành công lớn hơn nữa trong tương lai tôi cảm thấy vui vì đã có cơ hội trải qua sự biến đổi này và tôi rất hào hứng về những gì tương lai sẽ mang lại. Đây thực sự là một bản giao hưởng của năng suất và tôi rất tự hào vì đã trở thành một phần của nó. Hơn cả thói quen thay đổi góc nhìn, thí nghiệm này không chỉ là việc kiểm tra các nhiệm vụ hoặc tăng năng suất, mà là thách thức những giả định của tôi về thành công và vượt qua giới hạn của bản thân. Điều bắt đầu như một thử nghiệm đơn giản đã biến thành một sự thay đổi sâu sắc trong cách nhìn. Tôi học được rằng thành công không phải là một đích đến kỳ diệu mà là một hành trình được lát bằng những lựa chọn có chủ đích, nỗ lực nhất quán và niềm tin vững chắc vào tiềm năng của bản thân. Đó là việc thiết kế một cuộc sống mà chúng ta không cần nghỉ ngơi, một cuộc sống tràn đầy mục đích, đam mê và phát triển không ngừng. Đó là việc chấp nhận sự khó chịu, học hỏi từ những thất bại và luôn phấn đấu để trở thành phiên bản tốt nhất của chính mình. Bài học quý giá nhất, thành công không dành riêng cho một số ít người được chọn, nó dành cho bất kỳ ai sẵn sàng nỗ lực đến lượt bạn câu chuyện thành công của bạn là gì thí nghiệm này là một sự thay đổi ngoạn mục đối với tôi nó cho tôi thấy rằng tất cả chúng ta đều có tiềm năng để đạt được những điều phi thường khi chúng ta áp dụng đúng tư duy và thói quen bây giờ tôi muốn nghe từ bạn bạn luôn muốn thử những thói quen thành công nào hãy chia sẻ suy nghĩ của bạn trong phần bình luận bên dưới hãy cùng nhau truyền cảm hứng để giải phóng tiềm năng của bản thân và tạo ra cuộc sống mà chúng ta hằng mơ ước cảm ơn các bạn đã theo dõi video hôm nay nếu các bạn thấy video này hữu ích và muốn khám phá thêm nhiều chủ đề thú vị khác hãy nhấn like đăng ký kênh và bật thông báo để không bỏ lỡ bất kỳ video mới nào chúng tôi rất mong nhận được ý kiến và chia sẻ của bạn về những trải nghiệm của mình chúc các bạn có một tuần đầy cảm hứng và thành công hẹn gặp lại trong video tiếp theo